Thanh niên này đang hí hửng khi mới được một em gái xinh đẹp nóng bỏng rủ tham gia một bữa tiệc kín, địa điểm tổ chức ẩn sâu trong một lò mổ nên chính quyền rất khó phát hiện. Cánh cửa mở ra để lộ bên trong là những thanh thiếu niên điên cuồng nhảy theo điệu nhạc sôi động. Thanh niên cố gắng bắt chuyện với những người xung quanh nhưng họ rất kỳ lạ và khó gần. Bất ngờ vòi nước cho trái trên trần phun ra rất nhiều máu khiến thanh niên hoảng sợ, nhưng điều khiến anh ta sợ nhất đó chính là những con người xung quanh lại đột nhiên thay đổi. Chúng hung hãn lao tới để lộ ra hàm răng giống quỷ hút máu ma cà rồng. Ngay lúc bọn chúng chuẩn bị hút cạn máu thanh niên này thì bất ngờ một người đàn ông da đen trong trang phục ngầu lo xuất hiện, đám ma cà rồng thấy vậy vội bỏ của chạy lấy người. Anh không nói nhiều trực tiếp sử dụng vũ khí tấn công, những con quỷ hút máu này dính đạn bạc lập tức bị đốt thành tro bụi, nhưng đạn bắn nhiều thì cũng phải hết, vì vậy anh đã dùng cặp song đao carambit để kết thúc bọn chúng. Bởi vì ma cà rồng ngoài sợ bạc ra chúng còn sợ tinh chất tỏi của Việt Nam sản xuất, chỉ cần dính một chút cũng xác định bay màu. Tên đại ca vội xông vào kêu đàn em lao lên tấn công. Mặc dù chúng có trang bị giáp với vũ khí tận răng cũng không thể khiến anh ta lo lắng, đã vậy còn bị anh vừa đánh vừa trêu đùa cho khóc ra tiếng mán. Rất nhanh toàn bộ đám lính đã bị tiêu diệt, còn tên đại ca thì bị treo lên tường. Sau đó anh nhờ hắn ta gửi lời hỏi thăm sâu sắc đến Decon Frost, kẻ đứng đầu nơi này, rồi dùng lửa nướng mọi hắn. Thanh niên đầu phim tưởng được hái đào với bắt bướm giờ sợ quá nói không lên lời. Đúng lúc này cảnh sát từ đâu kéo đến nên anh ra đen phải mò theo đường cống chim én đi. Người đàn ông vừa rồi được mệnh danh là thợ săn ma cà rồng. 30 năm trước mẹ của Blade bị một con quỷ hút máu tấn công trong lúc đang mang thai anh. Các bác sĩ đã rất cố gắng để cứu chữa nhưng chỉ kịp thời cứu được anh, còn người mẹ thì không qua khỏi. Đó cũng là lý do sau khi lớn lên anh quyết tâm trở thành một thợ săn để trả thù cho người mẹ qua cố. Lúc này xác của tên đại ca đã được đưa vào bệnh viện. Các bác sĩ liền lấy máu của hắn để mang đi xét nghiệm. Karen vô cùng ngạc nhiên khi cô chưa từng thấy một loại máu nào kỳ dị đến như vậy. Những tế bào hồng cầu đi theo một cặp chứ không riêng biệt như loại máu bình thường. Cảm thấy lạ nên cô đã cùng đồng nghiệp mò vào trong phòng định giải phẫu thi thể để nghiên cứu. Bất ngờ tên đại ca bật dậy cắn chết nam bác sĩ một cách dã man. Vì chưa đã khát nên hắn đuổi theo Karen để xin thêm tí huyết. Đúng lúc nguy cấp, Blade xuất hiện xin nhảy cánh tay của hắn. Khi ấy cảnh sát lại có mặt vô tình tạo cơ hội cho tên ma cà rồng kia chạy thoát. Blade định rời đi nhưng nhìn thấy Karen đang thoi thóp giống hình ảnh của mẹ anh ngày trước nên đã đưa cô đi. Đám cảnh sát nghĩ rằng anh đang bắt con tin nên nổ súng bắn loạn xạ. Bắn kiểu này chắc con tin ra đi trước khi được giải cứu quá. Anh nhanh chóng ném Karen bay một phát qua tòa nhà đối diện khiến cô nàng chật miệng khớp tay, rồi lấy đà nhảy qua giúp cô chỉnh hình lại. Sau đó Blade nhanh chóng đưa cô đến công xưởng bí mật của bố nuôi Whistler. Ông tiêm cho Karen một liều tinh chất tỏi để khắc chế sự truyền nhiễm của chất độc. Bởi vì khoảng thời gian nhiễm đã lâu nên cô chỉ còn có 50% cơ hội sống sót. Nếu bị biến đổi thì chính Blade sẽ giúp cô sớm đầu thai kiếp khác. Cùng lúc này, đại trưởng lão ma cà rồng đang cùng các trưởng lão khác trong hội đồng thảo luận về cuộc tấn công của Blade ngày hôm qua. Ông ta cho gọi Decon ra và bắt đầu giáo huấn. Để ma cà rồng có thể sống bình thường, các trưởng lão đã phải thương lượng với chính quyền là không gây rối tụ tập đông người và giết chóc. Vậy vậy Decon lại không nghe lời, tổ chức sự kiện vừa rồi khiến rất nhiều người trong tộc phải chết. Không ngờ hắn ta chẳng quan tâm, ngược lại còn rất ngông cuồng. Hắn cho rằng ma cà rồng là một loài thượng đẳng nên không có lý do gì phải chịu sự thống trị của loài người. Đại trưởng lão liền nhắc cho hắn biết thân phận của mình đang ở đâu. Những người trong hội đồng đều mang dòng máu thuần chủng, còn hắn là con lai may mắn được vào đây nên đừng có mà hỗn láo. Thế nhưng tên này vẫn không chịu khuất phục mà nung nấu một kế hoạch đen tối cho mình. Sáng hôm sau, Karen đã hoàn toàn bình phục và không bị biến đổi. Cô đi ra ngoài và nghe thấy cuộc trò chuyện của Blade cùng cha nuôi. Vì để cho con trai không bị biến thành ma cà rồng, Whistler đã điều chế một loại huyết thanh giúp anh kháng cự lại độc tố. Anh vẫn có sức mạnh của ma cà rồng và khả năng miễn nhiễm với ánh sáng. Tuy nhiên càng ngày cơ thể của anh càng sản sinh ra kháng thể chống lại nên mỗi lần tiêm phải cần một liều lượng lớn hơn. Nhìn thấy Blade đau đớn trên chiếc ghế, Karen bèn nhân cơ hội định chạy trốn. Nhưng chưa chạy bao xa đã bị hai người hốt về. Tại đây họ cho cô biết thế giới bên trên mặt đất chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Thế giới ngầm bên dưới đó mới thực sự chứa đựng những điều kinh khủng mà cô không bao giờ dám nghĩ đến. Ngay khi nghe đến đoạn chính quyền đã bị mua chuộc thì Karen liền bỏ ngay ý nghĩ ngây thơ báo cảnh sát luôn, đoán bọn quỷ hút máu kia sẽ tìm đến chỗ Karen nên Whistler bèn kêu con trai nuôi hộ tống về nhà. Trước khi đi, ông còn tặng cho cô một bình xịt tinh chất tỏi để phòng thân và lời khuyên thay vì treo thánh giá thì hãy mua tỏi treo quanh nhà cho thơm. Dưới sự bảo vệ của nam chính, nữ bác sĩ an toàn về được căn hộ của mình. Cảm thấy bản thân đang bị đe dọa nên Karen vội vàng thu dọn đồ đạc để về quê trồng cá và nuôi thêm rau. Đúng lúc này một tên cảnh sát xuất hiện khiến cô hút hồn chìm én. Ngay khi biết tên này là chó săn của lũ ma cà rồng, Karen liền dùng vũ khí để phòng thân. Nhưng mà đen thay, hắn vẫn còn là con người nên tinh chất tỏi không làm gì được. Đúng lúc nguy cấp, một lần nữa nam chính xuất hiện kịp thời. Anh vừa bón hành cho tên cảnh sát bẩn vừa nói cho cô biết một sự thật. Đó là trong số loài người cũng có khá tên muốn có được sức mạnh của ma cà rồng.
Do đó họ quỳ gối phục vụ chúng để mong một ngày chúng giúp họ biến đổi thành quỷ hút máu. Sau khi hạ gục, tên cảnh sát một Blade liền kiểm tra và phát hiện tên này là thuộc hạ của Deacon vì hình xăm sau gáy của hắn. Anh còn biết được con chó săn này chuyên vận chuyển máu trái phép cho ông chủ của hắn. Blade tiếp tục tra khảo về căn cứ của Deacon nhưng tên này câm như hến không hé răng nửa lời. Anh tức giận tính cho hắn ta một trận nữa nhưng hắn đã lợi dụng lúc nam chính sơ hở để chạy thoát thân. Tuy nhiên nam chính cũng không phải dạng vừa mà là dạng rộng ra. Đoạn chiếc xe chở máu vẫn còn đây thì tên cảnh sát bẩn sẽ quay lại nhưng anh cùng với người đẹp quyết định dình con mồi. Quả nhiên đến tối hắn ta đã xuất hiện lái chiếc xe rời đi. Blade chỉ việc lái xe theo sau để hắn đưa mình tới căn cứ của Deacon là một hộp đêm náo nhiệt. Bên trong các quan khách người Trung Quốc trời không nắng nhưng vẫn thích đeo kính râm đang thưởng thức tiết mục ca hát của hai em đào. Nam chính bên ngoài cũng muốn vào xem thì bị tên bảo vệ cản lại. Thế là anh giận dỗi đánh từ ngoài vào bên trong cho bỏ tức. Mấy anh Trung Quốc vẫn bình chân như vậy chẳng thèm quan tâm chúng nó đánh nhau sống chết ra sao. Nam chính nhanh chóng tóm được tên cảnh sát bẩn và ép hắn dẫn mình vào trong một căn phòng bí mật đằng sau cánh cửa tủ lạnh. Anh thả hắn ra rồi cùng với nữ bác sĩ tiến vào bên trong. Tại đây anh phát hiện ra một khu vực chứa máy chủ khổng lồ đang hoạt động, chắc chắn nó có liên quan gì đó đến tên ma cà rồng Deacon kia. Cùng lúc này hắn đang dùng thuật toán để dịch lại đoạn văn tự cổ xưa của ma cà rồng. Mặc dù đã được đại trưởng lão khuyên tốn công vô ích nhưng hắn ta vẫn chẳng hề để tâm. Cuối cùng hắn cũng đã thành công dịch được nó. Khi ấy tên cảnh sát bẩn chạy tới báo tin rằng Blade đã theo chân mình xâm nhập vào đây. Tức giận hắn liền cắn chết tên vừa ngu vừa đần này, sau đó ra lệnh cho đàn em tìm và giết nam chính một lần và mãi mãi. Bên này Blade đã tìm đến chỗ tên trông coi dữ liệu của Deacon. Tên béo này tự nhận mình là vua lì đòn nên có đánh cũng nhất quyết không khai. À thế à, Karen liền chiếu đèn siêu sáng vào khiến hắn ta bị nướng đen thôi. Chịu không nổi nữa, tên béo liền khai ra bí mật của chủ nhân. Thì ra Deacon muốn dùng đàn tế để triệu hồi huyết thần trong truyền thuyết. Lúc này nam chính phát hiện một cánh cửa bí mật liền dùng bom để mở nó ra. Bên trong lưu giữ rất nhiều văn tự cổ của ma cà rồng, đang xem xét xung quanh thì phát hiện một bóng người lướt qua nên Blade vội đuổi theo và tìm thấy một cô bé. Vừa mới đưa tay định giúp thì bất ngờ bị nó dùng liên hoàn cước tấn công. Tuy nhiên anh chỉ cần một vả vào ảnh đại diện là nó đã nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn. Hóa ra tên đại ca cùng đàn em đã kéo đến đây truy bắt nam chính. Mặc dù Blade có võ công cao cường nhưng anh không thể một lúc chống lại tất cả bọn này. Kết quả là bị một tên dùng dây thừng khống chế, cộng thêm việc Karen đã bị chúng bắt lại nên anh không dám manh động. Nhưng giết ngay thì không giết, tên đại ca lại muốn giao giảng đạo đức và đồ vui bằng cách tra tấn nam chính. Không ngờ Whistler vẫn luôn thông qua tai nghe mini trên người Blade nên đã đến ứng cứu kịp thời. Vụ nổ khiến kẻ địch choáng váng hết đầu óc, nhờ đó mà ba người có thể chạy thoát ra bên ngoài một đường tàu điện ngầm. Thấy tên đại ca cùng đàn em vẫn đuổi theo, Blade đã đưa Karen chạy qua phía bên kia, còn Whistler thì chui xuống cống chim en trước. Bọn chúng không sợ chết liều mạng nhảy qua và kết quả là đi ba nhưng có mỗi tên đại ca là qua được. Trong lúc giao cấu, Blade đã chém đứt được tay của hắn rồi nhanh chóng bám vào đoàn tàu đang tới đưa Karen rời đi. Leo vào trong tàu, anh được nữ bác sĩ nắn lại khớp tay vì màn đua tàu vừa rồi. Lúc này chất độc của ma cà rồng lại tái phát khiến anh phải dùng huyết thanh để tiêm vào người. Thông qua đó mà Karen cũng biết được toàn bộ thân thế của nam chính. Vì mẹ của anh trước khi chết đã bị ma cà rồng cắn nên khi sinh ra gen của Blade cũng bị biến đổi. Trong một lần đi săn ma cà rồng, Whistler đã nhìn thấy một cậu nhóc đang tấn công và có ý định hút máu người. Ông lập tức lao đến giải cứu và tính giết Blade nhưng lại phát hiện cậu không phải là ma cà rồng nên đã nhận nuôi và huấn luyện anh đến bây giờ. Còn lý do Whistler cũng là một thợ săn ma cà rồng là bởi vì vợ và con gái của ông đã bị chúng giết chết. Ông cũng nói cho cô biết loại huyết thanh mà mình điều chế giúp Blade kháng lại chất độc, nhưng hiện tại cơ thể của anh đã bị lờn thuốc mất rồi. Sáng sớm hôm sau, Deacon vì muốn kế hoạch của mình thành công nên đã kêu đàn em bắt cóc đại trưởng lão đi. Hắn còn ngông cuồng nhổ hai chiếc răng nanh của ông ta, sau đó trói lại đợi đến khi mặt trời lên rồi dùng ánh sáng thiêu đốt cơ thể của đại trưởng lão. Ngay khi dẹp được người luôn phản đối mình, Deacon ngang nhiên chiếm luôn chiếc ghế của người đứng đầu trong tộc. Hắn ra lệnh lựa chọn 12 ma cà rồng thuần chủng để chuẩn bị cho bước tiếp theo của kế hoạch. Bên kia, Karen đã dùng thiết bị của bệnh viện để điều chế thuốc giải cho nam chính. Nhưng thứ thuốc này cũng khá nguy hiểm vì chỉ cần chạm vào hồng cầu của ma cà rồng là sẽ phát nổ. Tuy nhiên nó cũng có thể trở thành vũ khí tiêu diệt chúng. Mặc dù khá nguy hiểm nhưng Blade vẫn quyết định tiêm nó vào người vì mình là nhân vật chính mà. Chết thế quái nào được mà phải lo xa. Trong một lần ra ngoài tuần tra, anh bỗng chạm mặt Deacon cũng đang hành động. Hắn bắt một bé gái vô tội để uy hiếp Blade tham gia đội quân khát máu của mình. Nam chính nhẹ nhàng đáp có cái lồng ấy lịt vẹ may rồi cầm súng lên tấn công hắn, rồi giải cứu thành công đứa bé thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là chiêu dương đông kích tây của tên khốn này, bởi vì hắn đã bí mật ra lệnh cho đàn em tìm đến khu xưởng bí mật của Whistler để phá hoại. Một ông già thật chân với một cô gái chân yếu tay mềm thì không thể nào chống cự được chúng. Rất nhanh bọn họ đã bị áp đảo và nữ bác sĩ Karen đã bị bắt đi.
Ngay khi Blade quay lại thì đã quá muộn rồi. Whistler rất ngoan cường, phải đợi con nuôi về để nói nó đánh thọt hòn thằng khốn để con rồi mới yên tâm nhắm mắt được. Từ đây nam chính cũng biết được mục đích cuối cùng của hắn ta là muốn lấy máu của một ma cà rồng không thuần chủng để triệu hồi huyết thần. Vì bị ma cà rồng cắn cộng thêm việc bị ung thư chẳng còn sống được bao lâu nên Whistler đã kêu con trai đưa cho mình một khẩu súng để ông tự giải thoát. Sau sự cố này, nam chính ngày càng hận đám ma cà rồng hơn. Anh bình tĩnh điều chế vũ khí đạn dược để chuẩn bị đến hang ổ của Deacon quyết sống chết một trận. Rất nhanh, nam chính có mặt tại sao huyệt của hắn và nhẹ nhàng giúp đám cảnh vệ ở tầng 1 đầu thai kiếp khác sớm hơn dự tính. Blade cứ vậy vừa đi vừa đánh bọn chúng như con không đẻ như mẹ ghẻ xử đẹp con chồng. Loại thuốc mà Karen đã chế tạo cũng phát huy được công dụng khi có thể khiến bọn quỷ hút máu này nổ tan tành xác pháo. Lúc này anh bước vào căn phòng trắng xóa và vô cùng ngạc nhiên khi thấy người mẹ đã chết của mình ở đây. Deacon chỉ chờ có vậy liền đánh lén nam chính, đồng thời tên khốn này cũng tiết lộ cho anh biết một chuyện động trời, đó là kẻ đã cắn mẹ anh chính là hắn. Và bà ấy cũng trở thành ma cà rồng hoạt động dưới quyền của Deacon. Sự thật quá phũ phàng khiến Blade khó lòng mà chấp nhận được, chẳng đợi anh tiêu hóa hết sự thật này. Deacon liền cho người trích điện anh bất tỉnh rồi lôi đến nơi tế thần. Karen hết giá trị lợi dụng nên bị chúng đẩy xuống một căn hầm tăm tối chứa rất nhiều xương người bị hành quyết ở đây. Tuy nhiên, thay vì sợ hãi, cô đã bình tĩnh dùng mấy bộ hài cốt đó để leo lên trên. Bên này, Blade bị khóa vào bệ đá tế thần để chuẩn bị làm lễ. 12 vị trưởng lão ma cà rồng cũng bị bắt đứng vào vị trí. Chúng hút máu của nam chính chuyển qua các vị trưởng lão để tế huyết thần. Tuy nhiên, trước khi tên khốn Deacon có thể đắc ý thì Karen đã có mặt kịp thời cứu Blade và cho anh hút ít huyết để khỏe lại. Nhưng dòng máu của anh đã thuận theo 12 đường huyết mạch đi lên trần nhà và tụ hợp lại thành một điểm. Deacon sau một thời gian dài ủ mưu tính kế cuối cùng cũng đã nhận được thứ mà hắn mong muốn, đó là huyết thần. Một luồng sét đột nhiên đánh xuống khiến các ký tự cổ đại sáng lên. Nó hút toàn bộ sức mạnh của 12 vị trưởng lão rồi truyền qua cho Deacon. Karen bên này nhanh chóng cướp lấy một khẩu súng định bụng sẽ phá hoại buổi lễ này nhưng lại bị thuộc hạ của hắn chặn lại. Ngay sau đúng lúc nguy cấp, cô đã dùng bình xịt tinh dầu tỏi vào mồm đối phương. Kết quả ả ta chịu không nổi sự nặng mùi này nên đã bị nổ tung đầu. Bên kia, Blade đã hoàn toàn khôi phục lại sức mạnh rồi chạy đến gặp mẹ. Nhưng giờ bà ta đã theo phe quỷ hút máu nên không có ý định nhận lại thằng con và muốn giết anh. Biết bà ta đã thay đổi không còn là chính mình nên nam chính buộc lòng phải giúp mẹ yên nghỉ sớm hơn dự định. Và còn hứa đánh xong bọn này sẽ xây cho bà một cái lăng thật to để tỏ lòng hiếu thảo. Nói xong anh quay người sửa đẹp đám ma cà rồng tép riêu. Gặp thần giết thần, gặp quỷ giết quỷ, không trở lại bất kỳ thằng nào. Kiểu này thần chết không phải chạy deadline, cứ vậy ngồi rung đùi là có thằng hoàn thành giúp mình. Sau khi giết tên đại ca, nam chính lập tức xông đến hỏi tội Deacon. Mặc dù hắn có sức mạnh của huyết thần nhưng Blade lại có khả năng chiến đấu thượng thừa. Anh nhanh chóng áp đảo đối thủ và xin nhẹ một cánh tay của hắn. Nhưng điều khiến anh không ngờ tới chính là tên khốn này lại có khả năng tự hồi phục đáng kinh ngạc. Kiếm thường hay vũ khí chém không được thì phải nghĩ cách khác thôi. Lúc này anh bất ngờ nhìn thấy số thuốc mà Karen đã điều chế đang bị treo trên tường. Nam chính liền phóng thanh kiếm cho nó rơi xuống rồi bay người đến đỡ lấy. Sau đó từ từ giúp cậu bé hư đốn Deacon uống từng ống thuốc một. Hắn ta ban đầu hổ báo cáo chồn gái mình bất khả chiến bại nhưng được một lúc thì đứng im như tượng rồi phát nổ. Sau khi hạ được hết đám ma cà rồng trong này, Blade đưa Karen ra bên ngoài hít tí gió trời cho thoải mái. Nữ bác sĩ hỏi nam chính có muốn trở lại thành người không nhưng anh lắc đầu nói không. Bởi vì anh muốn dùng chính sức mạnh của lũ quỷ hút máu để tiêu diệt bọn chúng cứu thế giới. Ít lâu sau đó, tại Moscow Liên bang Nga, một con ma cà rồng độc ác khác không có việc gì làm đã bắt đầu hành động. Nghe thấy tiếng hét thất thanh của một cô gái, nam chính xuất hiện như một vị thần để giải cứu mỹ nhân. Trong ngân hàng máu khổng lồ tại Cộng hòa Z có một thanh niên yếu ớt da trắng bệch trông rất kỳ quái tên là Nomad đến đây để bán máu. Lúc này một nữ y tá tiến đến đưa hắn ta tới phòng lấy máu. Trên đường y tá nói rằng máu của vị khách hàng này thuộc loại hiếm trên thế giới và không ngừng hỏi về nhân thân của Nomad. Hắn đáp rằng mình mồ côi cha mẹ từ nhỏ và hiện tại đang sống cô đơn lẻ bóng cùng bàn tay phải. Ngay khi bước vào trong phòng, cánh cửa đột nhiên đóng sầm lại, ba người liền ép hắn ta ngồi lên ghế và bắt đầu nở một nụ cười kỳ quái. Hóa ra bọn chúng là lũ ma cà rồng chuyên lừa đảo để hút máu người. Bất ngờ Nomad cười khoái chí, gương mặt biến đổi rồi lao vào giết chết nữ y tá. Hai con quỷ hút máu còn lại cũng nhanh chóng chịu chung số phận với ả ta. Nhìn lên camera an ninh, Nomad để lại lời nhắn cho lũ ma cà rồng rằng hắn sẽ truy tìm và giết sạch bọn chúng. Hai năm trước, bố nuôi của Blade những tưởng đã mất dưới tay của ma cà rồng Deacon, nhưng không ngờ ông ấy lại bị chúng bắt đi, cuối cùng bị biến đổi và sống sót đến tận bây giờ. Blade đã từng hứa với Whistler là sẽ không tha cho bất cứ con quỷ hút máu nào nên chỉ còn cách đi tìm bố nuôi và giúp ông đầu thai kiếp khác. Sau những trận chiến cam go ở phần 1, nam chính của chúng ta giờ đã mạnh hơn xưa rất nhiều. Anh một mình xông thẳng vào sao huyệt của địch rồi cẩn thận đáp chiếu ngay ngắn cho từng thằng một. Chẳng mấy chốc cả cái hang ổ này bị tiêu diệt hoàn toàn.
Tuy nhiên anh vẫn chừa lại một tên có bộ lông mồm màu đỏ để hỏi tung tích của bố nuôi mình. Nhìn bộ râu chất thế này, ông sếp tôi chắc chỉ biết khóc thét mà thôi. Dưới sự chỉ đường nhiệt tình của hắn, Blaze đã nhanh chóng xông được vào bên trong cấm địa bí mật của ma ca rồng. Mấy thanh niên ngơ ngác hàng ngày chỉ đi xin tí huyết về đánh tiết canh thôi mà cũng bị bắn cho bay màu. Không những vậy, số máu dự trữ bao nhiêu năm mới có được cũng bị nhân vật chính phá hết không trừ lại một giọt. Blaze tiến đến giải thoát Whistler đang nằm trong một bồn dung dịch có khả năng ngăn cản sự chuyển hóa thành ma ca rồng. Vốn định đến đây để giúp bố nuôi sớm đầu thai chuyển kiếp, nhưng thấy ông ấy đến thở cũng không được nên anh tỏ lòng thương xót rồi đưa ông trở về căn cứ của mình. Hiện tại Blaze đang hợp tác với một cộng sự mới tên là Scoot. Anh ta có vẻ rất lo ngại với Whistler vì ông đã từng bị ma ca rồng cắn. Nhưng may sao thuốc chống biến đổi thành ma ca rồng đã có công dụng thần kỳ. Whistler không chỉ biến trở lại thành người mà còn khôi phục lại thể trạng khỏe mạnh như một thanh niên và đôi chân cà thọt của ông cũng đã có thể đi lại bình thường. Biết được tin con trai đã vì mình mà đi tìm kiếm khắp nơi nên ông vô cùng cảm động. Tối đó trong lúc đang ngủ, Blaze giật mình tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng động lạ. Thì ra có hai kẻ lạ mặt đang đột nhập vào công xưởng của mình. Chúng ăn mặc dị hợp che kín từ đầu đến đít. Nam chính ngay lập tức có mặt để trau dồi võ công với hai kẻ này. Phải nói là bọn này có võ công khá cao cường khi có thể solo ngang ngửa với nam chính. Nhưng đang giao cấu ác liệt thì đối phương lại đưa tay lên ra hiệu dừng cuộc chiến này lại. Họ nói rằng mình đến đây để tìm Blaze chứ không có ý định gây thù chuốc oán. Hiện tại thế giới ma cà rồng đang gặp nguy hiểm do bị một thế lực mới uy hiếp. Chúng sẵn sàng giết chết cả con người lẫn ma cà rồng nên đi xa ngỏ ý muốn nhờ anh giúp tiêu diệt thế lực hắc ám đó. Nam chính ban đầu không định đồng ý vì là anh một thợ săn ma cà rồng, nhưng đối phương quá xinh đẹp cộng thêm việc lâu ngày củ khoai không được nướng nên anh đã đồng ý. Blaze nhanh chóng được đưa đến hang ổ của bọn họ và gặp được người nắm quyền cao nhất ở đây, đức vua Damaskinos. Ông ta cho anh xem đoạn video an ninh tại ngân hàng máu hôm trước và nói rằng kẻ thù của chúng ta tên là Nomad, một loại đột biến trong thế giới ma cà rồng. Hắn rất điên cuồng và hung hãn khi tấn công và giết chết đồng loại của mình. Nạn nhân sau khi bị hắn cắn cũng sẽ biến đổi y như vậy. Điều này không chỉ gây nguy hiểm cho tộc ma cà rồng nói chung mà còn là mối nguy hại lớn đối với loài người. Biết được sự nguy hiểm của Nomad nên nam chính quyết định thành lập một đội liên minh bảo vệ ma cà rồng. Họ sẽ có nhiệm vụ truy tìm và đối phó với con quỷ khát máu Nomad kia. Tuy nhiên Blaze không phải là một thằng đần mà tin lời hoàn toàn đám ma cà rồng này. Đoán được rằng sau khi nhiệm vụ hoàn thành chúng sẽ đâm sau lưng mình nên anh cũng đã tính sẵn đường lui cùng bố nuôi và người đồng đội. Cùng lúc này Nomad cũng bắt đầu thực hiện kế hoạch của hắn, đó là gieo nỗi sợ hãi cho toàn nhân loại bằng cách cho đám quỷ con háu đói xe xác con mồi và bành trướng thế lực. Bên này Blaze cũng chẳng nhàn rỗi gì, Nisa con gái của vua Damaskinos mang đến vài chiến binh ma cà rồng để anh huấn luyện, trong số đó có một tên đầu nhiều tóc tỏ thái độ khinh thường và khiêu khích nam chính đấu tay đôi với hắn. Kết quả là đầu chọc không những bị bón hành ngập miệng mà còn bị anh ghim một quả bom mini vào đầu. Lần sau mà dám hỗn láo nữa là nguyên cái đầu nổ nát bét, nghe chưa? Sau đó anh quay sang nói với Nisa rằng mình cần phải tìm hiểu thêm về tập tính của ma ca rồng. Thế là cô liền đưa anh đến một nơi rất đặc biệt với chủng loài của mình có tên là căn nhà đau đớn. Nhưng vừa vào trong chưa được bao lâu thì cô đã bị Nomad tóm gọn. Tuy nhiên tên ác quỷ này lại không giết Nisa mà chỉ muốn bắt cô làm con tin. Đúng lúc này cô nàng cúi người xuống tạo cơ hội cho nam chính ghim thẳng một viên đạn vào đầu Nomad. Thế nhưng tên này không chết mà còn máu chó hơn đáp trả ngược lại. Cùng lúc đó đám quỷ con của hắn cũng lao đến tấn công đám ma cà rồng ở bên ngoài. Do đã bị đột biến gen nên vũ khí bình thường đánh kiểu gì cũng không chết, kể cả dùng đạn bạc bắn liên tục vào cơ thể cũng không hề hán gì, thậm chí miệng của chúng cũng có thể mở rộng sang hai bên trông hết sức kinh dị để sơi tái con mồi. Nạn nhân chỉ kịp kêu la thảm thiết một hồi rồi cũng im bặt chìm vào hư vô. Thanh niên Scoot từng lúc trong xe là an toàn cũng bị một tên đột biến hỏi thăm. Trong lúc chống trả anh phát hiện ra bọn chúng cực kỳ sợ tia cực tím. Sau khi chiếu cho tên đột biến tan xương nát thịt, anh liền chạy đi báo cho mọi người biết. Đội quân ma cà rồng nhanh chóng dùng tia cực tím để phản công. Nhờ đó mà có thể giành lại thế trận từ tay đám quỷ đột biến kia. Phía bên trên lúc này nam chính cũng đã giao cấu ác liệt với tên cầm đầu. Anh rơi vào thế yếu khi liên tục phải chống đỡ sức tấn công của đối thủ. Đúng vào lúc nguy cấp thì mặt trời cũng bắt đầu ló dạng. Nomad mặc dù đã đột biến nhưng cũng sợ ánh sáng mặt trời. Hắn bị thiêu cho xém chết vội bỏ chạy muốn tụt cả quần. Trận chiến kết thúc, Blaze liền hội quân với đám ma cà rồng phía dưới. Một trong số họ đã bị cắn và đang dần biến đổi. Không còn cách nào khác, họ đành dùng đạn bạc để kết liễu anh ta nhưng không có tác dụng. Blaze đành bắn thủng trần nhà để ánh sáng chiếu vào thiêu chết kẻ bị biến đổi. Cùng lúc đó, Scoot và Whistler cũng chạy đến. Scoot được nói rằng khi nãy bọn quỷ đột biến đã đột nhập vào từ bên trên nóc nhà, mà phía trên đó lại do Whistler chịu trách nhiệm canh giữ. Vì vậy anh ta nghi ngờ ông chính là nội gián. Để chứng minh bản thân không phản bội, ông liền đưa mọi người lên trên gác để gặp một kẻ đột biến đã tấn công mình vừa rồi nhưng hắn chưa kịp trốn thoát vì mặt trời đã lên cao. Do bọn chúng không phải dạng thuần chủng mà bị biến đổi gen,
Vì vậy sau khi bị cắn chúng trở nên hung dữ và đói khát nhưng lại không thể sống được lâu mà chết rất nhanh. Cả nhóm nhanh chóng đưa vật mẫu này về mổ xẻ nghiên cứu. Qua đó Nisa phát hiện xương cốt của nó rất chắc chắn, nội tạng lại nằm phía trong và được bộ xương bảo vệ nên đạn không thể xuyên qua. Chỉ có một điểm yếu duy nhất là đâm từ bên lườn mới may ra có cơ hội chúng vào tim. Nhưng cách này thực sự không khả quan vì dễ gì có thể khiến chúng lộ điểm yếu, mà có lộ ra cũng chưa chắc đã đâm vào tim được. Vì vậy Blade đã đưa ra một sáng kiến, muốn tiêu diệt triệt để đám đột biến thì phải đi săn vào ban ngày. Ma cà rồng cũng sợ ánh sáng nhưng họ chẳng có cách nào hay hơn, mà trong nhóm khi ấy có một tên ma cà rồng xăm trổ đầy mặt, lúc giao tranh với kẻ địch đã không may bị thương nhẹ và bắt đầu biến đổi, có điều chính hắn cũng không phát hiện ra. Mọi người nhanh chóng lên đồ chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Trước khi xuất phát, Scooter đã chỉ cho cả nhóm cách sử dụng vũ khí tia cực tím mà mình đã chế tạo. Khi quả bom phát nổ, nó sẽ tạo ra một luồng ánh sáng cực mạnh khiến cho quỷ biến dị cũng như ma cà rồng đều phải sợ te ra quần. Cô nàng Nisa cũng không phải dạng vừa khi chế tạo thành công một loại mùi bẫy được làm bằng cơ thể của tên đột biến vừa rồi, mùi của nó sẽ dẫn đám quỷ con háu đói xuất đầu lộ diện. Sau khi đã trang bị đầy đủ đồng nghề, mọi người bắt đầu lên đường đi săn. Trong căn hầm tăm tối, hai tên ma cà rồng trong nhóm bất ngờ tấn công Whistler. Một ông già lớn tuổi thì làm sao có thể chống lại đám thanh niên to cao đen hôi này được chứ? Tên đầu chọc bố đời đi trước cài bom, còn tên phía sau thực hiện nhiệm vụ giết chết Whistler. Nhưng đúng lúc này kíp nổ bị kẹt nên Nisa đã ra lệnh cho hắn rời khỏi đó. Không ngờ chưa kịp đi thì tên khốn nạn định giết chết Whistler đã bị đám quỷ con xông ra xin nhẹ cái mạng. Ông già nhân cơ hội bèn nhanh chân chạy thoát khỏi đó, nhưng chưa đi được bao xa đã chạm mặt kẻ đứng đầu. Tuy nhiên Nomex lại không động thủ mà đưa cho Whistler một chiếc nhẫn và nói ra toàn bộ chân tướng sự việc cho ông biết. Phía bên kia, tên ma cà rồng xăm đầy mặt đã bị biến đổi và bắt đầu tấn công đồng đội của mình. Cô nàng tóc đỏ thấy người yêu mình như vậy bèn trèo lên mở lắp cống cho ánh sáng lọt xuống thiêu sống cả hai. Do số lượng quân địch đông mà nhóm ma cà rồng lại tự đấu đá nhau nên chẳng còn lại mấy người, cứ tình hình này thì sớm muộn cũng bay màu cả đám. Để cứu lấy người đẹp, nam chính đã phải liều mình lao đến chỗ quả bom để kích hoạt kíp nổ. Luồng ánh sáng cực lớn lập tức tiêu diệt được vô số quỷ đột biến. Những người đồng đội nhanh chóng nhảy xuống nước để thoát thân. Blade tìm thấy Nisa nhưng cô nàng đã bị thương rất nặng do bị quả bom ánh sáng thiêu đốt. Trong lúc nguy cấp, anh đã dùng máu của mình để cho cô uống, nhưng không ngờ rằng hai người lại bị trích điện từ phía sau bất tỉnh nhân sự. Ngay cả Whistler đang tìm cách chạy trốn cũng bị chúng hốt đi. Đến khi tỉnh lại, nam chính đã thấy mình bị nhốt vào một cái lồng cùng mọi người. Đây chính là phòng thí nghiệm bí mật của đức vua Damaskinos. Lúc này Whistler mới nói chân tướng sự việc không hề đơn giản cho con trai biết. Hóa ra tất cả mọi việc đều là do ông vua ma cà rồng kia đứng sau. Ông ta vì không muốn ma cà rồng giết bị hại nên đã cải tạo lại bộ gen của giống loài, và Nomad con trai của ông ta chính là sản phẩm đầu tiên, mặc dù hắn ta không hề sợ đạn bạc và tỏi nhưng lại biến thành quái vật luôn trong tình trạng đói khát. Sự việc quá tầm kiểm soát khiến ông ta phải bịa ra câu chuyện về thế lực hắc ám để lừa Blade tới giúp mình diệt trừ thằng con trai điên loạn. Bên cạnh đó, ông ta còn đang muốn dùng gen của nam chính để lai tạo ra một loại ma cà rồng không sợ ánh sáng mặt trời. Ngay lập tức, tên ma cà rồng đầu chọc bị anh bón hành ở đầu phim đã bắn Blade một phát để trả thù. Hắn tiện tay còn đánh luôn Whistler cho bỏ tức. Nam chính dù rơi vào thế yếu nhưng đã chuẩn bị đường lui từ trước. Đó chính là quả bom nhỏ xíu được cài lên đầu của hắn trong lúc giao tranh. Đúng lúc này, Scoot, người bạn đồng hành với anh bấy lâu nay, mới lộ ra bộ mặt thật của mình. Hắn ta đã bị đám ma cà rồng mua chuộc và trở thành nội gián cho chúng. Và quả bom trên đầu tên kia chỉ là hàng giả mà thôi. Ngỡ tưởng đã lừa được nam chính nhưng hắn ta cũng chỉ là hạt thóc. Bởi vì trong lúc hoạt động chung, Blade đã để ý thấy hành động của Scoot có nhiều điểm nghi vấn nên muốn đợi đến lúc này cho hắn tự khai, và quả bom mà hắn đang cầm trên tay là hàng thật vì anh đã sửa lại rồi. Kết quả cho kẻ phản bội là bị nổ cho tan tành xác pháo. Blade định nhân cơ hội trốn thoát nhưng lại bị đám lính trích điện bất tỉnh nhân sự tỉnh dậy. Anh phát hiện mình đang bị đưa đi làm thí nghiệm. Chúng cố định chân tay và dùng những cọc sắt sắc nhọn để hút máu của nam chính. Nisa sau khi biết được sự thật thì vô cùng đau lòng. Cộng thêm việc cha của mình chỉ xem con cái là vật thí nghiệm nên cô đã quyết định bỏ đi. Đúng lúc này, Nomex xuất hiện xông vào nơi này khiến đám lính canh không kịp trở tay. Súng đạn căn bản không thể xuyên qua được bộ xương siêu chắc của hắn. Bên này, Whistler đã tháo được còng tay và nhân cơ hội tên đầu chọc không để ý liền đánh lén. Lịch bẹ cái thằng chó vừa rồi dám ăn hiếp tao này. Sau đó ông cầm vũ khí rồi men theo đường cống đột nhập vào phòng thí nghiệm nơi con trai đang gặp nguy hiểm. Ông nhanh chóng sơ cứu cho Blade rồi cố gắng đưa anh xuống phòng chữa máu. Nhưng giữa đường lại bị tên đầu chọc đuổi theo cầm súng tấn công. May sao nam chính lại rơi xuống hồ máu bên dưới. Đời mày đen rồi thằng khốn à. Được nạp thêm máu, anh không những hồi phục lại cơ thể mà còn khỏe hơn rất nhiều. Một mình có thể dễ dàng bón hành cho đám ma cà rồng được trang bị vũ khí tận răng. Không những vậy còn đánh tên đầu chọc như con không đẻ như mẹ ghẻ tra tấn con chồng. Rất nhanh đã kết liễu được cái tên kỳ đà cản mũi này.
Phía bên kia, Nomach cũng không thua kém khi hốt xác được cả một đội quân ma cà rồng. Hắn nhanh chóng chạy lên tầng thượng để giúp bố mình đầu thai sớm hơn. Lúc này, vua Damaskinos đang định chạy trốn thì đã bị ai đó thay đổi mật khẩu tầng thượng. Hóa ra Nissa đã làm chuyện này vì thấy ông ta quá độc ác và nhẫn tâm. Kết quả là ông vua này bị chính con trai mình giết chết tại chỗ. Nhưng không ngờ Nissa cũng tình nguyện chịu chung số phận để gia tộc của mình kết thúc dưới nấm mồ. Nhưng vào lúc cô đang để cho anh trai cắn thì nam chính đã xuất hiện và ngăn lại. Hắn nở nụ cười khinh miệt để Nissa xuống rồi lao lên tấn công Blade. Mặc dù đã có rất nhiều kinh nghiệm trong các trận chiến lớn nhỏ nhưng anh cũng không phải là đối thủ của một con quỷ đột biến như Nomach. Anh nhanh chóng bị đối phương chiếm thế thượng phong và ăn ngay một cước bay cắm đầu vào cửa thang máy. Tưởng chừng như đã thua đến nơi rồi thì Blade liền nhớ ra lúc Nissa giải phẫu con quỷ đột biến có nhắc tới điểm yếu của chúng. Thế là anh liền liều một phen dùng vũ khí đâm thẳng vào lườn của đối thủ. Nomach bị đâm một phát chí mạng không những không oán hận mà ngược lại còn cảm thấy mình được giải thoát. Hắn còn tự đâm sâu hơn để nhanh chóng kết thúc cuộc đời đầy đau đớn của mình. Sau khi tiêu diệt được Nomach, nam chính vội vàng đến bên Nissa để cứu giúp nhưng đã quá muộn. Blade chỉ đành làm theo nguyện vọng cuối cùng của cô ấy, đó là được đón bình minh. Anh đưa cô lên sân thượng rồi đau khổ chứng kiến nàng bị ánh sáng sớm mai tiễn đi. Anh ngước nhìn lên ông mặt trời rồi hận đời vô đối, còn chưa kịp sơm úi gì mà người đã theo gió cuốn mây bay. Tại vùng sa mạc Syria, hai chiếc trực thăng từ đâu bay đến hạ cánh gần một ngôi đền cổ xưa. Đóng ma cà rồng do Danica dẫn đầu nhanh chóng tiến vào bên trong. Nhờ thiết bị công nghệ quét 3D rất nhanh, chúng đã tìm được đường hầm bí mật dẫn đến lăng mộ của thủy tổ ma cà rồng là Bá Tước Dracula. Ngày Bá Tước đang mơ trêu hoa ghẹo bướm thì bị đám con cháu mất dậy phá giấc ngủ. Thế là ông ta tức giận ngay lập tức xin nhảy cái thủ cấp của một thằng. Rồi lao đến tấn công những kẻ còn lại, chuyển cảnh đến một cuộc trò chuyện trên truyền hình. Các vị khách mời vui vẻ cho rằng những truyền thuyết về loài quỷ hút máu dạo gần đây trên mạng chỉ mang tính giải trí, chứ thực sự loài ma cà rồng không hề tồn tại trên trái đất. Trong khi các vị ấy đang bận chém gió thì nam chính của chúng ta Blade phải chạy muốn giúp quần để tìm và tiêu diệt bọn chúng. Với trình độ võ công của mình, anh dễ dàng đưa bọn quỷ non đi bán muối. Một thằng định lùi xe đâm nam chính nhưng anh bật nhảy 360 độ trên không rồi dùng súng tiễn hắn về miền xa xăm. Sau đó nhanh chân đuổi theo những thằng còn lại. Khi ấy bố nuôi Whistler lái một con xe đầu kéo chạy đến để hỗ trợ con trai. Anh nhảy xuống thùng xe rồi nhanh chóng chui vào bên trong để lấy chiếc siêu xe của mình ra. Với khả năng đá vỉa đánh võng lạng lách học được từ các Racing Boy Việt Nam, anh nhanh chóng cán dẹp lép một tên đang lái mô tô. Hai tên còn lại sợ quá bèn tăng ga đá hết số mong chạy thoát. Thậm chí chúng còn nổ súng về phía anh nhưng anh vẫn mặt lạnh như tiền đuổi theo. Một tên giảm tốc độ để di chuyển về phía sau với ý định cắn lén. Anh ngờ nam chính đạp phanh khiến hắn cắm đầu vào trong xe. Anh thẳng tay đập cho cái thằng đã ngu lại còn thích đóng vai ác này một trận rồi giúp hắn đoàn tụ cùng với tổ tiên luôn. Ngay khi nhìn thấy chiếc ô tô chở tên đại ca, Blade liền bật đèn pha khiến tên cầm lái bị ánh sáng cực mạnh thiêu đốt tan thành khói bụi. Cứ thế chiếc xe mất lái đâm vào giải phân cách rồi ngã ngửa bụng lên trời. Nam chính bước xuống xe tay cầm khẩu súng lạnh lùng bắn tên đại ca một phát. Không ngờ đó là một con người chứ không phải là một con ma cà rồng như anh nghĩ. Chuyện này chính là do Danica gây ra để lừa anh vào trong pháp luật. Việc một người đàn ông da đen giết rất nhiều người trên phố đã gây ra chấn động mạnh trong dư luận. Vì vậy, Blade nhanh chóng bị cảnh sát liên bang FBI truy lùng gắt gao. Cùng lúc đó, thủy tổ của loài ma cà rồng đã được Danica đưa về hang ổ. Thay vì xúc than vào cái lò hư hỏng thì ông ta lại nhẫn tâm hút cạn máu của nam cô gái trẻ tội nghiệp. Danica muốn Bá Tước Dracula giết chết nam chính nhưng ông ta lại nói chuyện của đám hậu bối chẳng liên quan gì tới mình. Còn thẳng tay và cô ta muốn lệch hàm vì cái tội dám hỗn láo ra lệnh cho bề trên. Tuy nhiên ông ta cũng cảm thấy thú vị khi biết Blade có khả năng thích nghi được với ánh sáng mặt trời. Sau vụ giết người trên đường, tin tức về Blade lan truyền chóng mặt trên các mặt báo và truyền thông. Đồng thời cảnh sát cho rằng việc ma cà rồng tuyên chiến với con người chỉ là sự ảo tưởng của ai đó vừa mới hút lá đu đủ xong. Và chuyện Blade giết người là hành vi phạm pháp cần phải bị bắt và xét xử. Tối nọ có một đám ma cà rồng non bày binh bố trận để đi săn. Con mồi mà chúng nhắm đến là một bà mẹ trẻ vừa mới đi ra từ tàu điện ngầm. Ngay lập tức cả đàn quỷ hút máu lao đến tấn công. Ngỡ tưởng có chút máu tươi về đánh tiết canh thì chúng phát hiện đứa trẻ sơ sinh là hàng giả. Hóa ra người phụ nữ vừa rồi chính là một thợ săn ma cà rồng. Cô nhanh chóng thay đổi trạng thái chiến đấu đánh cho đám quỷ non này bay màu. Người ta hay nói biết sai thì sửa sai nhưng mà cái sai này thì phải đầu thai kiếp khác mới sửa được. Cùng lúc đó, FBI đã điều tra được vị trí của nam chính nên cử người đến vây bắt. Blade và Whistler cố gắng chống trả nhưng hỏa lực của đối phương quá mạnh nên hai người buộc phải bỏ chạy thoát thân. Bị ép đến đường cùng, Whistler đành phải xóa toàn bộ dữ liệu quan trọng trong hệ thống rồi quyết định kích nổ công xưởng của ông. Vụ nổ lớn khiến đám cảnh sát không kịp chạy chết quá nửa. Blade đang đợi bố nuôi ở bến tàu thì tận mắt nhìn thấy ông ấy bị ngọn lửa hung hãn nuốt trọn. Điều này khiến anh đau lòng không thốt lên lời. Cũng vì vậy mà nam chính chẳng còn tâm trạng để đánh nhau nữa mà ngồi im cho cảnh sát bắt đi. Họ nhanh chóng đưa Blade đến trụ sở của FBI để thẩm vấn. Mặc cho có bị hỏi thế nào anh cũng không trả lời nửa từ.
Thế là tên thanh tra liền lệnh cho bác sĩ tâm lý vào trong phòng và tiêm thuốc an thần cho anh. Đúng lúc này anh mới phát hiện tên bác sĩ cùng nhiều cảnh sát FBI khác là đám tay sai cho ma cà rồng. Chúng đã sớm bán linh hồn cho quỷ mất rồi. Ngay khi nam chính đang mơ màng vì ngấm thuốc an thần thì đám người của Danica mặc cảnh phục bước vào. À, ta định sai người giết chết Blade thì đột nhiên có một người đàn ông lạ mặt xông vào bên trong. Anh ta rất nhanh nhét vào miệng nam chính một vật có chứa máu để hồi sức. Tay còn lại thì cầm súng tấn công đám quỷ hút máu. Danica vừa nhìn đã nhận ra ngay anh ta chính là Hannibal, một thợ săn ma cà rồng khác. Anh ta quả thực rất mạnh khi có thể một mình chơi solo với cả đám ác quỷ này. Chúng phải vất vả khổ sở lắm mới dồn được Hannibal vào tường. Blade bên này nhân cơ hội tự tháo còng tay cho mình rồi xông lên tấn công lũ ma cà rồng để giúp anh chàng kia. Hai người phối kết hợp đánh cho bọn chúng thân tàn ma dại đến má cũng nhận không ra. Cả hai đột phá vòng vây xông ra ngoài hành lang thì gặp một nữ cung thủ xinh đẹp. Cô ấy chính là người đã giả dạng thành bà mẹ trẻ trong đường tàu điện ngầm tối qua cũng thuộc đội của Hannibal. Tuy nhiên nơi này không chỉ có mỗi ma cà rồng mà còn có cả lực lượng cảnh sát FBI. Chúng nhanh chóng phong tỏa tòa nhà để vây bắt cả ba. May mà đồng đội khác của Hannibal đã lái xe đến kịp thời đưa bọn họ chạy thoát khỏi đây. Trên xe nam chính mới biết được nữ cung thủ xinh đẹp này chính là Abigail, con gái của Whistler. Cô ấy muốn kế thừa sự nghiệp của bố nên mới thành lập một liên minh chống ma cà rồng. Cô đưa Blade đến căn cứ tổ ong của mình và giới thiệu cho anh những chiến binh săn ma cà rồng khác, gồm bậc thầy vũ khí Hedges, người phát minh kiêm chế tạo hệ thống huyết thanh mới Summer. Tất cả đều bày tỏ sự ngưỡng mộ và muốn được nam chính dẫn dắt trong những trận chiến sắp tới. Blade cho rằng những người này còn quá trẻ và rất ít kinh nghiệm chiến đấu với ma cà rồng, nhưng Whistler đã chết nên Blade đã đồng ý cho họ trở thành chiến hữu của mình trong sự nghiệp giải cứu thế giới. Trong số những người ở đây thì Hannibal là đặc biệt nhất. Anh từng là một ma cà rồng thuộc hạ kiêm người tình cũ của Danica. Vì vậy anh hiểu rất rõ quân địch gồm những ai và chúng tổ chức như thế nào. Danica có một người anh em tên là Arthur, thường hay đi với ả như hình với bóng. Ngoài ra còn có tên thuộc hạ to cao đen hôi rất khó hạ gục tên là Jaco. Sau khi biết chuyện bọn chúng đã lên đường đến Syria để đánh thức Dracula thì nam chính cảm thấy rất nực cười, bởi vì anh cho rằng làm gì có chuyện thủy tổ của cái gia tộc quỷ hút máu này còn sống. Cùng lúc này Summer đang nghiên cứu một loại vũ khí sinh học mới có khả năng tiêu diệt toàn bộ ma cà rồng. Trong đó máu của Dracula là một mẫu vật rất quan trọng để tăng hiệu quả của thứ vũ khí này. Vì vậy cô nàng cung thủ mong rằng Blade với kinh nghiệm của mình có thể xin ít huyết của ông ta về đây. Nam chính nói rằng cách tốt nhất để dẫn dụ và bắt một con ma cà rồng đó chính là hành hạ tay sai của chúng. Việt Nam nói là làm. Blade nhanh chóng đưa mọi người đi khắp nơi đánh giết tay sai của đám quỷ hút máu. Bọn này chủ yếu là con người nhưng muốn bán linh hồn cho quỷ để có được sức mạnh nên rất yếu ớt. Sau một thời gian cuối cùng họ cũng thành công đột nhập vào nơi làm việc của tên bác sĩ tâm thần Vance. Tuy nhiên tên bác sĩ thì không thấy mà thay vào đó chính là bà tước Dracula. Hannibal thấy vậy liền muốn chứng tỏ bản thân lao lên định lập chiến công đầu, nhưng rừng của đối phương Farm cũng sương sương được 4.000 năm rồi nên anh nhanh chóng bị khống chế một cách dễ dàng. Blade từ bên ngoài phá cửa sông vào giải cứu nhưng cũng không dám manh động, chỉ cầm súng lên hù. Tên bá tước biết không đánh lại liền đả thương Hannibal rồi nhanh chân chìm Andy. Nam chính vội đuổi theo thủy tổ ma cà rồng lên trên sân thượng của một tòa nhà, nhưng khi biết hắn đã bắt một đứa trẻ làm con tin thì chỉ đành dừng lại. Tên này được hưởng dòng máu của chúa tể ma cà rồng nên không sợ bị ánh sáng mặt trời thiêu đốt. Hắn bắt đầu luyên thuyên về công lao suốt hàng ngàn năm qua và những thành tích đã đạt được, sau đó ném đứa trẻ lại cho Blade rồi biến mất. Rõ ràng tên Dracula này đang toan tính một điều gì đó mà nam chính chưa thể đoán được, thế là anh đành phải bắt đội trưởng đội cảnh sát là tay sai của đám ma cà rồng để hỏi thăm. Nhìn trông có vẻ khá nguy hiểm nhưng đầu chọc lại thuộc thể loại yếu đuối, một cơn gió bay qua cũng đủ để Mị phải giật mình. Đối diện với sự uy hiếp của Blade và Abigail, hắn đã ngoan ngoãn khai ra một xưởng nghiên cứu máu của ma cà rồng. Trong đó có rất nhiều người vô tội bị bắt lại để rút cạn nguồn sống. Tất cả bọn họ đều đã bị chết não và công dụng duy nhất đó chính là làm nguồn máu di động cho ma cà rồng. Nhìn thấy cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn và độc ác đó, Blade đã không kiềm chế được bản thân bắn chết tên cảnh sát trưởng, sau đó ra lệnh cho người điều khiển dừng toàn bộ máy móc lại. Tuy nhiên trong khi nam chính và Abigail đang làm loạn tại xưởng nghiên cứu máu thì đám người do Dracula dẫn đầu đã tập kích vào trong căn cứ tổ ong. Do quá chênh lệch về số lượng cũng như khả năng chiến đấu nên các chiến binh đã bị giết gần hết. Còn Hannibal và cô bé dâu đang trốn dưới gầm bàn thì bị hắn hốt đi. Đến khi Blade và Abigail trở về đến nơi thì đã quá muộn rồi. Tên ác quỷ Dracula còn gửi lời nhắn được viết bằng máu của những người đã bị giết một cách đầy thách thức. Abigail nhìn thấy cô bạn thân Summer bị hành hạ đến chết liền không kìm nổi cảm xúc đau đớn trong lòng. Để tăng cường lại khả năng chiến đấu của nhóm, Abigail đã liên lạc cho Calder đến hỗ trợ. May sao trước khi chết, Summer đã kịp thời nghiên cứu thành công loại vũ khí sinh học có thể giết chết ma cà rồng. Dường như ý thức được ngày này sẽ đến nên cô đã truyền toàn bộ dữ liệu cần thiết cũng như một số ít thuốc cho Calder. Đồng thời nhắc nhở mọi người rằng trong quá trình chế tạo chưa kịp thử nghiệm thuốc, vì vậy nếu có sử dụng hãy cho chút máu của Dracula vào để tăng công hiệu của thứ vũ khí sinh học này. Tuy nhiên lọ thuốc này cũng sẽ gây tác dụng lên cả người của Blade. Sau khi chuẩn bị đầy đủ vũ khí và số thuốc cần dùng,
nam chính cùng Abigail cưỡi mô tô trông rất chiến phi thẳng đến xảo huyệt của địch để giải cứu đồng đội và tiêu diệt đám quỷ hút máu kia. Cùng lúc đó, Hannibal đang bị bọn chúng tra tấn về cả tâm hồn lẫn thể xác, nhưng với một người mạnh mẽ như anh thì mấy thứ này có là gì? Khi ấy trong không khí xuất hiện những hạt bụi li ti khiến đám ma cà rồng khó thở. Anh tỏ ra vẻ mặt đầy nguy hiểm nói với người yêu cũ rằng những người đồng đội sẽ không bỏ mặc mà sẽ đến đây cứu mình. Quả nhiên vừa dứt lời thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng ngay lúc chúng nở nụ cười chế nhạo thì Blade từ trên mái nhà lao thẳng xuống. Anh nhẹ nhàng đạp một phát khiến thằng Jaco tóc đuôi ngựa bay cắm cổ ra ngoài. Hai đứa còn lại hoảng quá vội bỏ chạy tụt cả quần. Tuy nhiên nam chính lại không mở khóa cổng cho Hannibal mà ra thẳng bên ngoài khởi động bằng cách đánh đám lính canh cho vân cốt giãn ra. Anh vẫn giữ vững phong độ thường ngày của mình đó là đánh nhanh diệt gọn. Đám ma cà rồng cứ lao đến chỗ nam chính như những con thiêu thân rồi nhẹ nhàng bỏ cái mạng lại. Cứ một phát về súng của anh là có một thằng ra đi về miền đất hứa. Kiểu này thần chết có làm việc hết công suất cũng không kịp viết giấy chứng nhận cho bọn chúng chuyển hộ khẩu xuống âm phủ. Phía bên kia, Hannibal sau khi được Abigail giải cứu liền đi tìm người yêu cũ để tâm sự chuyện đã từng. Nhưng đen đủi thay lại gặp phải đàn chó đột biến ghen của Jaco. Nhìn cái mùng của bọn này là thấy hết yêu nổi rồi. Thế là anh liền lừa cho chúng nó tự phi đầu ra ngoài cửa sổ chết không kịp ngáp. Tuy nhiên anh chàng lại chủ quan đưa ngón tay tối lên rồi đi lùi nên không may ngã chỏng vó xuống căn phòng mà mình vừa bị nhốt khi nãy. Thế là phải đối đầu với cái thằng tóc đuôi ngựa bay trong gió. Xét về thể hình cũng như thể lực thì chắc chắn anh chàng không phải là đối thủ của hắn ta. Anh nhanh chóng bị bón hành cho ăn ngập miệng, cứ hết là đánh cho ói ra rồi bắt ăn tiếp. Tuy nhiên cuộc sống chỉ cần một chút may mắn thôi là có thể lật ngược thế cờ. Anh vô tình bị ném ngay chỗ thuốc thủy ngân và lập tức nhét nó vào mồm Jaco. Kết quả tên tóc đuôi ngựa bị thiêu đốt thành tro bụi. Bên này cô gái Abigail của chúng ta cũng không phải dạng vừa mà là dạng rộng ra khi một mình có thể hạ được rất nhiều kẻ địch. Không những vậy cô còn cứu được bé dâu và đưa nó đến nơi an toàn. Sau đó nhanh chóng trở lại trận chiến và chọn cho mình một vị trí đẹp ở trên cao rồi dùng cung tên yểm trợ cho Blade. Cuối cùng cũng đến phút giây mà khán giả mong đợi nhất. Đó chính là cuộc giao cấu giữa nam chính và tên ác quỷ đẹp trai đóng vai phản diện Dracula. Cả hai không cần nhiều lời liền lao vào tấn công nhau một cách ác liệt. Với kinh nghiệm chiến đấu đã được tôi luyện bao năm qua, Blade có thể đánh nhau ngang ngửa với thủy tổ ma ca rồng. Thậm chí còn ép được đối thủ phải hiện nguyên hình là một con quái vật đầy sừng gớm ghiếc. Chắc bị vợ cắm sừng nhiều quá nên đâm ra oán hận trở thành như thế. Với hình dạng này, sức mạnh của hắn tăng vọt đánh cho Blade không thể chống đỡ chứ đừng nói là phản công. Anh nhanh chóng bị Dracula vật cho bẹp dí dưới đất rồi kéo đi. Abigail trên cao nhìn thấy Blade đang gặp nguy hiểm liền bắn mũi tên chứa vũ khí sinh học vào người hắn. Hắn dễ dàng bắt được mũi tên đầu tiên nhưng nhà của Abigail chuyên trồng tên nên mũi thứ hai đã trúng đích. Blade cũng nhân cơ hội đó chộp lấy lọ thuốc đâm vào bụng hắn. Đám virus lập tức xâm chiếm cơ thể của Dracula khiến tên ác quỷ này bốc hơi lên không trung. Phía bên kia, Hannibal đang bị Danica khống chế thì bất ngờ số virus có trong không khí bay đến tấn công ả ta. Ả đau đớn dễ dụa một lúc rồi cũng tan thành tro bụi. Khi cảnh sát có mặt thì phát hiện ra nơi này chỉ còn lại đống tro tàn của đám ma cà rồng và Blade đang nằm bất tỉnh nhân sự tại chỗ. Nhưng cơ thể đó lại nhanh chóng biến đổi thành Dracula. Thì ra trong lúc virus bốc lên thì nam chính không bị ảnh hưởng gì cả. Còn tên ác quỷ này vốn không hứng thú lắm với việc được đánh thức trở lại. Mà trong lúc tìm hiểu thế giới hiện tại thì hắn lại cảm thấy Blade chính là tương lai của chủng tộc nên đã tặng anh món quà cuối cùng. Đó chính là giúp hậu bối thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Cuối phim, Blade vẫn là một thợ săn ma cà rồng và tiếp tục sự nghiệp thanh trừng những con quỷ khát máu xấu xa. Bộ phim đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.